xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh youtube của luận japan à, các bạn có thể nghe thấy rằng có rất là nhiều người nói rằng uh, tôi bị bệnh mãn tính bệnh này bệnh kia và uống phải uống thuốc uh, cả đời đúng không ạ và họ uống thuốc uh, theo định kỳ chỉ định hàng ngày đúng giờ đúng liều lượng như vậy và họ cảm thấy điều đấy là một điều vui sướng và tự hào vì mình giữ đúng kỷ luật theo tuân thủ theo đúng uh, chương trình liệu trình và tuân thủ như vậy thì giúp cho mình sức khỏe nhưng mà tại sao chúng ta lại phải nghĩ về điều đấy khi mà chúng ta không thay đổi cái quan niệm rằng nếu như mà mới bây bây giờ tôi uống thuốc rồi bệnh của tôi nó thuyên giảm rồi nó đã nó nó đã ổn định rồi thì tại sao tôi không phải dần dần tôi bỏ thuốc nó đi thế thì việc bỏ thuốc thì như thế nào đó thì đây là cái video mà tôi muốn nói cho các bạn biết rằng không phải là bệnh gì của chúng ta cũng phải hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc cơ thể của chúng ta vốn sinh ra là khỏe mạnh rồi và cái việc mà chúng ta cần phải chăm sóc sức khỏe thì chúng ta sẽ cần phải khi mà có bệnh thì chúng ta cần phải điều trị, điều trị xong thì chúng ta cần phải bảo bảo tồn nó đúng không? Bảo tồn nó tức là ví dụ như bạn bị đau dạ dày đúng không? À, trước kia mới sinh ra không ai bị đau dạ dày cả. Do một một cái lối sống, một cái thói quen nào đấy hoặc là một sự ăn uống mất cân bằng hoặc là do những cái stress trong cơ thể mà nó gây ra cái bệnh đau dạ dày như này. Cũng có thể là ví dụ như thói quen uống rượu của rất là nhiều những người uh, xung quanh chúng ta thì bị đau dạ dày thì khi mà chúng ta điều trị đã khỏi rồi thì chúng ta hãy uh, nuôi dưỡng bằng cách là chúng ta phải ăn uống đủ uh, đúng giờ đúng quy định và đặc biệt là chúng ta phải bỏ những cái thói quen không tốt ví dụ như mà thói quen uống rượu nhiều chẳng hạn uh, hay là những cái thói quen mà uh, để bụng quá đói hoặc là thói quen ăn những cái đồ mà nó cay nóng làm hại dạ dày thì đấy mình bỏ những cái thói quen như vậy là mình sẽ thui nuôi dưỡng uh, cái nuôi dưỡng cái, cái 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 duy trì cái dạ dày của chúng ta và cắt đi những cái nguồn mầm mầm mống mà nó nó sinh ra cái vấn đề đó sau đấy thì uh, mình có thể mình uh, sử dụng những cái thực phẩm tốt mình chọn một cái chế độ dinh dưỡng tốt để mà bổ sung cho những cái hệ mô rồi những tế bào của chúng ta nó hồi phục trở lại. Đấy thì các cái chế độ dinh dưỡng này thì chúng ta phải sử dụng những cái loại chế độ dinh dưỡng tức là chúng ta lựa chọn những cái 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 sự đa dạng về dinh dưỡng bởi vì khi mà chúng ta ăn uống ấy, nếu mà chúng ta cứ ăn theo thói quen ví dụ như có nhiều bạn ở bên nhật này các bạn đi làm và các bạn cứ nhằm tới cái giờ ra nghỉ kêu kê nghỉ giải lao ấy, buổi trưa là các bạn ra con mini các bạn mua đúng cái suất ăn như 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 vậy. Ví dụ như nhiều bạn thích ăn mì lạnh thì mua ngày này ngày nọ đều ăn mì lạnh hoặc là đều ăn cái bánh này bởi vì nó ngon miệng mà. Nhưng mà chính về cái sự mà quen miệng như vậy, ăn như kiểu vậy ấy, thì nó sinh ra là sẽ thừa cái chất này và thiếu cái chất kia. Chính vì vậy mà nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó mất cân bằng cho nên là việc sử dụng dinh dưỡng chúng ta đa lượng này đủ về vi chất này rồi đa dạng đa dạng cái chủng loại thì là điều rất là cần thiết và như vậy thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng được nuôi dưỡng được cái chúng ta cung cấp được một cái nguồn thực phẩm cung cấp được những cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho cái cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh đấy là một điều rất là rất là cần thiết à, tóm lại là chúng ta thay vì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải uống thuốc để cho nó hết bệnh để cho trị bệnh mà uh, uống cả đời có nhiều bệnh phải uống cả đời thì thay vì cái quan niệm đấy thì chúng ta hãy nghĩ rằng là chúng ta hãy dùng một cái uh, chế độ dinh dưỡng rồi một cái lối sống sinh hoạt vận động uh, tinh thần uh, ngủ nghỉ nó phù hợp để cho chúng ta có được cái sức khỏe uh, nó sẽ phục hồi lại các các cái um, các cái vấn đề của chúng ta dần dần nó sẽ được phục hồi lại cải thiện lại và sức khỏe của chúng ta sẽ ổn định trở lại khi đấy thì chúng ta giảm dần và bỏ thuốc đi đấy là điều mà luận mong muốn chia sẻ cho tất cả quý vị ở trong cái video này nếu như mà những người đang gặp những cái vấn đề về sức khỏe thì nên thay đổi một cái quan niệm như vậy luận nghĩ rằng nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe chúng ta cũng có thể bổ sung ngoài thực phẩm ra thì những cái loại mà thực phẩm ăn uống hàng ngày ấy ở trong bữa ăn của chúng ta ấy nó đa dạng ra à, thì chúng ta cũng có thể nếu thiếu hụt cái điều gì đấy à, cần cái điều gì đấy mà bổ sung ngay thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm ví dụ những cái viên uống mà người ta đã được bào chế sẵn các viên thực phẩm chức năng đấy chẳng hạn thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta nó nhanh chóng hồi phục cân bằng trở lại vâng đấy là một cái điều mà hết sức mà cần thiết. tức là chúng ta hãy giữ cho cái cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh và luôn luôn mong muốn uh, hướng tới cơ thể của chúng ta là một cái cơ thể khỏe mạnh chứ không phải là cái cơ thể hết bệnh. vâng, bởi vì nếu chúng ta mà cứ đi trị bệnh thì nó hết bệnh này nó lại đến bệnh khác. và chúng ta hãy nghĩ, hãy mong muốn rằng là chúng ta mong muốn có một cái sức khỏe tốt, một cái cơ thể không có bệnh tật nhé. vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem cái chia sẻ của luận ở trên cái video ngắn này và mong rằng là quý vị hãy đăng ký kênh của luận japan đón xem nhiều những cái chia sẻ khác ở trên kênh luận japan kích vào cái quả chuông kích vào đăng ký kích vào quả chuông để đón xem nhiều cái clip khác